và chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại với lại một video Minecraft đầy điên khùng nữa của mình ngày hôm nay. Và mình là KSD đây. Thì như bạn thấy đó, hiện tại chúng ta đang ở trong cuộc hành trình có mang tên là Minecraft Thế Giới Rồng. Và ở tập trước á, thì mình đã hoàn thành và thành công trong việc gọi là bắt được một em rồng gió. Đúng rồi đó, em Ash Ryan, em rồng gió các bạn ơi. Và đây là em rồng xanh mặt ngu của mình các bạn. Thì hôm nay á, theo như mình nghĩ á, là mình sẽ đi quấn sang hòn đảo rồng lửa hoặc là hòn đảo rồng đất gì đó, sẽ tùy thuộc vào những cái hãy coi nè các bạn, sẽ tùy thuộc vào sức mạnh yếu của nó. Ở đây mình coi thử nha. Hiện tại á, thì mình đang có một em rồng xanh lá cây là em rồng rồng mặt ngu và em rồng gió. Thì hôm nay mình nghĩ á, là mình sẽ quấn xe một bên á, chắc là mình xuống em rồng rồng rừng bạn ơi, rồng rừng già hoặc là em rồng băng. Mình sẽ đi từ yếu cho tới mạnh trước đó, từ kiểu các bạn ơi. Rồi ok, thì á trước khi mà chúng ta lại tiếp tục và bắt đầu video ngày hôm nay á, thì nếu như á, các bạn là fan mới tới kênh của mình lần đầu tiên á, thì các bạn hãy giúp mình nha, cho mình một đăng ký. Cũng như á, nếu như á, các bạn thấy thích video mà thấy rồng này á, thì hãy cho mình một lượt like và đừng quên ấn nút cái chuông nha. Vì nút cái chuông á sẽ cho các bạn á nhận được những thông báo mới nhất á về video của mình. Và các bạn đừng bỏ qua quảng cáo giúp mình nha. Hãy giúp mình coi khoảng từ 5 tới 6 giây thôi bạn ơi, để mình có tiền á, mình sẽ có nhiều map hơn như thằng được đẹp hơn không coi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok, thì hiện tại á mình đang bị thương khá là nhiều. Mình đang có diamond này các bạn ơi, cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm một cái kiếm kim cương luôn. Cũng như bên cạnh đó là mình sẽ dùng cái emerald này để mình mua cho con rồng xanh rồng gió của mình một cái bộ giáp cũng như một cái yên cưỡi để mình hay cưỡi nó. Tiếp theo á, mình sẽ không cưỡi em rồng, mình sẽ không mua cái yên cưỡi em rồng này nữa, nhưng mà mình sẽ dùng cái yên cưỡi của em rồng mặt ngu chuyển qua cho em rồng xanh nước rồng gió của mình. Và bên cạnh đó thì mình nghĩ là mình sẽ tìm cách làm đó để mình có thể làm một bộ giáp sắt mới bạn ơi. Thì giáp sắt mình này nó gần bể rồi đó, cho nên là rất là xui. Rồi ok, thì trước tiên á là mình sẽ phải cất đồ rồi đã. Thì cái này là dùng để activator con rồng xanh, con rồng gió của mình nè các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đi tìm cái chỗ mà ôi bi đâu ra vậy, đâu ra kimbi này vậy, nó đi. Ừ hay quá, hai rồng gió này giúp cho mình kiếm những kimbi đi các bạn ơi, rất là easy luôn. Rồi mình cho hai rồng này của mình ăn xíu đã. Ăn đi không ăn hả? Ăn không được rồi hả? Ăn đi cho no. Rồi ok, thì bây giờ để mình tìm cái chỗ bàn chế tạo đó các bạn ơi. Mình sẽ tìm chỗ bàn chế tạo để mình có thể chế tạo một cái kia. Và mình sẽ cất bớt đồ vào đây các bạn ơi nè. Cất bớt đồ vào đây, mình sẽ cất bớt không cần ở đây các bạn. Cái này sẽ giữ lại nè. Mình sẽ cất cái Shenanigans này vô. Mình cất bớt cái này các bạn. Đúng rồi đó, mình sẽ cất bớt cái này vô để mình cho đỡ tốn quá mà. Mình sẽ cất cái này vô luôn đi ha. Cất cái này vô luôn các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua đây và mình sẽ bán đồ cho cái ông già này các bạn ơi, mà hình như không đủ đồ rồi, đúng là mình thiếu các bạn. Mình có set rồi để các bạn chế tạo. Đây mình sẽ làm ra một cái cây kiếm kim cương để mình đặt mèn kia cho nó dễ hơn. Đây diamond equip để mình so và để mình dùng cái enhance này, không biết làm cái gì nữa, để mình coi thử xem có xài được không nha. Bottle of enchanting hình như là được level hay sao á. Được level thôi à. Và bây giờ để mình tìm xem có cái chỗ nào mà nó có đào sắt hay không, tại mình nhớ quanh đây có một chỗ nào đào sắt á, mình nhớ như vậy. Đây là cái lò nung của mình hôm bữa mình đào sắt này, đúng rồi mình nhớ rồi các bạn đó. Rồi ok, mình sẽ làm bộ giáp sắt các bạn ơi, thì mình có được cần giáp sắt luôn á để mình dễ dàng quấn con kia hơn. Ok, chờ một bộ giáp sắt mới nha. Giáp sắt nè, và một cái cây, một cái quần sắt, một cái ủng sắt, một cái quần khác như thế này, và một cái đôi giày cũng như là một cái helmet, là một cái nón á, cái nón các bạn. Đó ok nha. Rồi cái nón như này. Rồi ok. Và mình sẽ cất bớt cái này vô, mình sẽ đổi đồ của các bạn, mình sẽ đổi đồ cho mình vô. Rồi ok. Thì cái này của mình nó gần bể hết rồi bạn thấy không? Nó gần bể hết rồi nè, cho nên mình sẽ đổi. Chứ bất công đang quấn dưới chừng nó bể thì mệt lắm. Không muốn nghe cái chừng nó bể đó các bạn, rất nguy hiểm. Cất mấy cái này vô luôn, bắt đầu hư cất bớt vô. Rồi ok. Bây giờ mình cũng sẽ cất cái này vô rồi. Ok các bạn ơi, đủ rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua chỗ khu vườn kia nào, Và trước tiên mình sẽ lại cho em mua đồ đã. Đây là chỗ Dragon Merchant, nghĩa là mình rất là cần luôn. Mình sẽ mua một cái bộ giáp cho em rồng của mình. Ok, một bộ giáp như thế này. Đó mình sẽ lấy cái này ra. Rồi mình xuống như đây. Mình sẽ cho em rồng này của mình mặc giáp cái kiểu như các bạn. Mặc giáp như mặc kiên cưỡi như vậy mình cưỡi. Đó. Và thế là chúng ta đã có hai em rồng để chơi rồi. Một em rồng mặc ngu và một em rồng đó. Em rồng này mặc giáp hơi bị ngầu nha các bạn ơi. Em nói mặc giáp hình cầu luôn á. Được rồi ok thôi, bây giờ hãy cùng nhau thẳng tiến qua chỗ rừng
chỗ hòn đảo rừng đúng rồi, hòn đảo rừng rồi mình coi bản đồ đó các bạn. Chúng ta coi bản đồ. Thì hòn đảo rừng nó sẽ nằm kế chỗ hòn đảo Fire Island. Ok, nghe mình đi ngược lại rồi. Ok, mình hiểu rồi bạn. Đi nào. Đi nào hai em rồng mặt ngu ơi. Mặt ngu và rồng gió rồi đi nào. Trời ơi, có hai em rồng à. Một em là em rồng mặt ngu, một em rồng gió nhìn rất là dễ thương các bạn ơi. Ok. Chúng ta phải cố gắng lên nào. Để hả? Chúng ta sẽ thu thập được toàn bộ những loài rồng luôn các bạn. Rồi ok. Thì bây giờ đem lên trên đường tới đây các bạn ơi. Đây là khu vực Jungle Island. Và cái rồng gió này thì mình đã chơi rồi, mình đã giết xong cái rồng gió này rồi. Và bây giờ mình sẽ qua chỗ khu rừng kia thôi. Ê, em rồng này ơi, rồng gió, lên nào. Rồi ok, bay nào. Chu, bay qua các bạn ơi, bay qua nào. Như mình không bắt được em rồng kia bay theo chung với mình các bạn ơi. Như em không chịu bay chung với mình hay sao á. Như vậy các bạn ơi, như là như vậy á, em rồng này không chịu bay chung với mình. Không biết chịu bay chung với mình không nữa. Như em không chịu bay chung rồi các bạn ơi. Em không chịu bay chung với mình rồi. Nghĩa là mình chỉ bắt được một em rồng các bạn ơi. Chán ghê á, phải chia hai em đi chung với mình thì ngon biết bao nhiêu ha. Được có một em à, thôi kệ lỡ rồi thôi vậy. Ồ, mình nghĩ là mình sẽ giết này các bạn ơi. Mình sẽ giết con khùng này để mình lấy sắt. Ok. Rồi, xuống nào. Ui, hai rồng bay tới bạn ơi. Hai rồng tự động tới đây tới luôn. Ý, cha bị kẹt đây rồi. Từ từ, di chuyển từ từ nha, không tôi té chết á. Ok, uống nào. Ok, easy luôn, làm kim cương luôn bạn ơi, ngon. Làm kim cương luôn. Được rồi, bây giờ để mình cho em rồng của mình ăn miếng nào. Thôi, em bị chết đói, em bị hết máu á. Ăn miếng nè. Ăn miếng đi mấy em. Rồi, ok. Bây giờ, tụt lại bên kia nào mấy em ơi. Rồi bên kia nào, ở đây nào. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái chỗ mà quả trứng rồng cũng như cả tibetơ của rồng. Đó. Rồi đây rồi, mình thấy một thằng này các bạn ơi. Rồi, đột kích trong tầm nhắm. Vô. Đúng rồi anh em ơi. Nó un thằng này AFK nè. AFK mạnh mà AFK hả? AFK nè. He. Team của ta đi theo chung của ta mà. Mạnh lắm. Ăn miếng kia vô đi. Rồi, ăn thêm miếng này vô đi. Ăn vô cho có máu. Rồi ok, tiếp tục nào. Chúng ta sẽ đi lên đây. Không biết ở đây có một cái dungeon gì không? Dungeon ở bên đây hả? Từ để mình đào miếng sắt này các bạn ơi. Đào miếng đào vài cục sắt này để mình có thể lấy sắt. Mình đi đun sắt các bạn. Rất cần sắt luôn. Rồi ok. Dungeon nằm bên đây. Thì chúng ta khi tới mỗi cái hả cái gòn đảo này á, chúng ta phải luôn luôn đi với cái dungeon. Thì mấy cái dungeon này á, nó sẽ giúp chúng ta có tiền á, có tiền này nọ bạn ơi. Mới có thể là mua đồ được. Không có tiền không mua đồ được đâu. Rồi coi cái dungeon nằm đâu nha. Dungeon của hòn đảo rừng này là nằm ở chỗ nào mình nghĩ. Nó kêu mình đi lên đây nhưng mà mình không biết nằm đâu luôn á. Nè, chỉ đường nè, dungeon đi qua bên đây. Ở đây hả ta? Để mình coi thử nha. Tự mình đụng dòm thử các bạn ơi. Mình cũng không biết cái đường lên dungeon nằm đâu nữa. Chắc là trên đây hả ta? Trên đây hả? Hay là giờ đi lên đây đúng không? Chắc vậy các bạn ơi, nghĩ như vậy á, phải bắt một bắt cua hả ta? Với bắt cua nữa mình cũng không biết nữa, nhưng mà cứ để mình đi thử như thế nào nha. Khu rừng già này hơi khó hiểu một xíu. Dungeon. Thôi, để mình đi vòng đi các bạn. Để mình đi vòng để mình có thể gọi là hả kiếm xem quanh đây có cái gì chơi không thì được chứ. Giờ đi dungeon thì cũng chả biết đường nào để mà đi nữa. Cứ đi đại đi, xem quanh đây có vật không các bạn ơi. Ok. Hình như khu này không có vật các bạn ơi. À, có vật này nè, nhưng mà đợi nó spawn ra đã. Đây rồi, dungeon này các bạn ơi, mình nghĩ như vậy á. Đây như là dungeon các bạn ơi. Nè, dungeon nè. Ok, mình sẽ chọn 2-3 cái chế độ là Easy, Medium và Difficulty và Hot. Mình chọn Easy chứ các bạn ơi, chứ bây giờ cũng không mạnh lắm đâu. Đó, bạn thấy không, chưa gì tôi bắt đầu vô nè. Ok, vô đây. Dungeon nè. Anh kiếm cái cương mạnh lắm em ơi. Đó, anh có 2 đồng luôn mà. Thằng đồng anh mạnh lắm em ơi. Anh mạnh lắm rồi, không phải đâu. Easy game, easy life luôn, mạnh lắm em ơi. Anh mạnh lắm rồi em ơi. Ồ, một phát chết luôn nha. Mày con này bự ghê luôn á trời. Ôi trời sao nó nhảy vậy? Ui con này lẻo các bạn ơi. Ui trời. Đừng chết em lòng của mình đó. Đừng chết em lòng của mình không được đâu. Ok. Từ để mình cho em lòng của mình hồi máu các bạn ơi. Chứ mình sợ mất máu em lòng của mình lắm. Đó, ok hồi máu đi nè. Hồi máu đi. Đó, rất là nhiều máu các bạn ơi. Đó, mất nhiều máu lắm. Ok, đi nào những anh trai. Đào miếng than đó. Ok, anh trai đi tiếp nào. Là xuống dây để chúng ta bắt cóc những cái hả dungeon này để có tiền. Đấy bài cục sắt luôn các bạn ơi. Chúng thôi không có sắt thì chúng ta sẽ bị nghèo. Mình không muốn nghèo thế nào mà muốn giàu các bạn ơi. Nó phải giàu, không muốn giàu không ăn không làm ăn là chết đó. Ok để mình đào thêm sắt ra. Đào sắt thì nhiều vô xíu để còn đồ đạc mà xài chứ đúng không? Đây rồi. Bây giờ tới rồi, quái vật easy game luôn. Đây rồi, vẫn không có vật đây rồi. Mình chỉ cần cầm cung trước.
Tại mình có kiếm mạnh, kiếm của mình là kiếm kim cương mạnh lắm. Với này cái một mà các bạn ơi. Thằng này trâu nhất tim à. Này là trâu nhất tim là đó, trâu nhất tim hả? Cũng yếu xìu em ơi, xuống ngay em ơi. Đây. Bùm. Thì gì luôn. Đây. Anh có kiếm cương anh liên này lẻ lắm. Ừ, mấy này chỉ được mấy gà với anh thôi. Đó, easy game. Chú này. Chùm thằng này chùm bạn ơi. Mặt giáp cầm búa tạ luôn nó có cái kiếm bạn ơi. Chùm nè. Kiếm cương mạnh lắm, easy game, easy lại luôn. Chết đi. Hơi rồng mất máu mệt lắm, cho rồng ăn đã. Ok rồng ăn hết rồi, ok để mình hả ăn miếng rồi bạn ơi, chúng thôi mình chết đói á, mình chết mất tiêu á, mất máu á. Ui cái thằng này khùng mà khùng nè, mấy rồng của mình xong quấn đây, ơ mấy rồng của mình bị kẹt rồi, chúng chết thôi, chắc mình chết em rồng này quên quá, mấy rồng của mình bị kẹt cái chỗ có lóc rồi. Ok đi rồi, uống nó, bắt con nó anh em ơi. Rồi ok trời. Thằng này dám này uống đồng của ta, rồng của ta nè. Mà hình như nãy giờ cái mình mà uống đồng mình thôi bạn ơi, thiệt sự luôn á. Mấy đồng của mình nãy giờ toàn bị mình uống nó mà, uống mất máu nhiều vậy chứ ca này uống nó mất máu nhiều đâu. Ok để mình tìm xem có bất cứ con nào cắn cặc kia được mình không. Ở đây có con gan cặc kia, em rồng gió của mình. Chết này luôn đi, dám cặc kia con gió của ta hả? Rồi ok, ê nào uống vậy? Mấy này thiệt sự quấn hoài à, không muốn lại đâu, cứ quấn hoài à, chán ghê. Đường này đường gì ta? Đây là teleport bat. Ui quay trở về lại rồi, trời ơi. À mình hiểu rồi, thì ra đó chỗ để mình tele lại về cho cũ bạn ơi, đi mình mất máu nhiều quá đó, mình sẽ quay về cho cũ mình sẽ bớt mất máu hơn. Ok mình hiểu rồi. Bây giờ để mình đi tìm xem ở đây có bất cứ cái gì không ha. Đây là một cái khu gì đó cũng không rõ nữa bạn ơi. Trước tiên mình cho mấy mọc mình ăn ra, ăn vô đi mấy em. Thôi mấy em này bị đói chết mệt lắm, tôi không muốn mấy em bị mất máu chết đâu. Em tôi có hai em rồng chân quý, hai em rồng này chứ, hai em rồng này không chân quý, hai em rồng này chết. Y quặng kim cương đào ra 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 đào ngon, có kim cương là thêm kiếm và giá kim cương rồi, tuyệt vời. Ok mình thu hoạch được tới 61 cục này luôn, quá tuyệt vời các bạn ơi. Ô luli luôn nè, mình sẽ hạ nâng cấp được và cũng như mình sẽ có thể gọi là dễ dàng trong cái việc gọi là mình có thể phù phép cái kiếm của mình cũng như là giáp của mình. Quá tuyệt vời luôn. Nghĩ chắc là hết cái dungeon này các bạn ơi, chắc là vậy đó. Dungeon này chắc là nhỏ thôi à, tại mình không có đi cái chế độ kia á, mình đi chế độ dễ thôi à. Không biết còn cái gì ở đây nó không ha. Chắc là hết rồi đó các bạn ơi. Chắc là hết rồi, ở đây là hết rồi các bạn ơi. Đây còn sắt thôi không à, nhưng mà mình đã sắt mình lười quá những cái kim cương rồi mà. Nè, đôi khi chúng ta phải biết cũ quên cái hắn một xíu. Rồi được rồi, ok bây giờ để mình đi thử tìm cái đường khác xem có đường gì đi lên không nha. Tên đã bắt bát rồi. Hình như là đi y còn kim cương nè, thấy chưa, đi một hồi mà không tìm nhìn rõ là mất kim cương hết đó các bạn. Ui tìm kim cương quá dễ luôn á. Đây rồi, đây có những cái đường xuống nha các bạn ơi. Cái đường xuống hồi nãy là mình đi lần này nè. Đây là một cái cửa hang, đây là một cái nhà tù. Sao các bạn ơi, mình nghĩ như vậy á, nghĩ là con này nó bị bắt trong nhà tù nè các bạn, nên là tụi nó phải sống như thế này các bạn ơi. Mình nghĩ như vậy á. Ok mình hiểu rồi. Được rồi bây giờ sẽ đường này xuống, hãy là mình đi lộn đường các bạn ơi, hãy là mình đi cái đường kia cho nên là không được á. Giờ sẽ đường này nè, bây giờ sẽ đường này và coi thử xem là đi đây là đường ra mà vô lại lại. Trời ơi đôi khi sự nháo đá của mình nó tăng lên. Ý em đồng gió không mất tiêu rồi, mất tiêu em đồng gió rồi sao bây giờ. Trời ơi em đồng gió, ok cứ ráng đi nên là cái thằng của em gió lại cho mình à. Cứ ráng đi các bạn ơi. Ok đây là một cái chỗ. Ý, cái kim cưỡi à, rồi mình hiểu luôn. Em gồng gấu của mình chết ngắt rồi các bạn ơi. Trời ơi, gồng gấu của tôi chết rồi. Thôi được rồi, trong thứ này tạm thời nhét đồ cho con này đó. Ê, ông nội, ông đưa tôi bay lên trời rồi tôi bị mất máu đó. Ông nội này bóp tôi hả? Trời mấy cha ơi. Thôi nói chung là em gồng gấu của mình bị mất máu chết rồi các bạn ơi, quá là buồn luôn á. Trời ơi, tháng nữa phải hồi sinh em lại như nuôi em lại từ đầu các bạn ơi. Đúng là điên đầu thiệt á. Chắc nghĩ chắc là mình đi hết cái dungeon rồi các bạn ơi. Nghĩ là mình đi hết rồi hay sao á, không còn gì nữa luôn á, không biết cái đường ra nữa, chắc là hết rồi các bạn ơi. Dungeon này đã clear rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vòng vòng xem á là quanh đây có cái trứng rồng rồng rừng già không á, để mình có thể dễ dàng gọi là mình đi bắt con rồng rừng già đó hơn. Bây giờ để mình đi teleport đi lại đã. Chờ mất em rồng kia của mình này. Đúng là điên đầu thiệt á, em rồng gió của mình tự dưng em bị mất máu em chết à, đúng là khùng thiệt á. Giờ mình còn lại mỗi em rồng mặt ngu này thôi.
thôi. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi một mình em rồng mặt ngu này là em trung thành với mình các bạn ơi. Em rồng kia là đã bị hy sinh vì cuộc tự rồi, tử nạn mà chết rồi các bạn ơi. Cuối cùng chỉ còn mỗi em rồng mặt ngu thôi. Trời ơi là trời. Ok, bây giờ để tìm thử xem quanh đây có cái rồng, có cái cục trứng rồng rừng già không á. Phải tìm được chúng ta mới có khả năng gọi là bắt được cái em rồng kia chứ. Cái này cái gì vậy ta, cũng không rõ nữa. Chắc là nghĩ chắc là lên đây nó tìm con trứng rồng rồi các bạn ơi, nghĩ như vậy á. Đó là có một cái đường kia kìa. Ok, mình lên đây thử nha. Chúng ta phải đi lên một cái đường rất là xa xôi luôn á. Đây là hòn đảo rừng già nha bạn ơi, hòn đảo rừng già nha. Chứ rồi quái vật cùng biển sâu đang canh đường đó bạn ơi, đang canh nè. Đó, nghĩ ở đây chắc là chỗ có thể tìm được hả? Trứng rồng á, trứng rồng rừng già bạn ơi. Đây là khối vàng không cần lắm đâu, mà cần khối kim cương mới thấy tuyệt vời hơn á. Đây rồi đúng rồi bạn ơi, nghĩ như vậy đó. Tụi nó đang canh đường đó bạn ơi, canh nè. Anh mạnh lắm, anh có kiếm kim cương mà mấy em yếu lắm, mấy không mạnh đâu. Đây rồi, lại canh đường nữa hả? Canh đường đi. Ôi con này nó nghiêng AFK. Con này bị khùng bạn ơi, AFK rồi. AFK này bị khùng các bạn ơi. Ok. Mình đi tìm tiếp xem quanh đây có cái trứng rồng không nha. Đây là đường ra luôn rồi hay sao á. Ok, đi phải đi lên đây nữa hay sao các bạn ơi. Khu này như là mê cung vậy các bạn ơi. Ừ, như cái mê cung vậy á, mình không biết đường nào đường vô nào đường ra luôn á. Như cái mê cung vậy á, trời ơi má ơi. Từ tôi đi mà thử xem đây là cái gì các bạn. Ồ, chắc đi lên đây hay sao á, nghĩ như vậy á. Cái mê cung các bạn ơi, cái mê cung bự ơi là bự luôn. Đây cái gì vậy? Cái gương. Nói chung là emerald, gọi cho mình thối rửa. Ok, ngon. Đường lên ở đâu ta? Hay là mỗi phòng như vậy là nó sẽ có một cái. Ừ, con rồng này đi ra coi, nó sẽ có một cái gương vậy để mình có thể tìm đồ hôm nay ta. Chắc là vậy á, nghĩ như vậy các bạn. Ôi trời ơi, vật nhiều quá vậy. Ui trời ơi, vật nhiều quá. Em rồng mặt ngu đâu rồi, rồng ngu ơi cứu. Mặt ngu ơi, bị kẹt đường mấy em he. Anh bị kẹt rồi thì bây giờ đâu mấy em nha. Bị kẹt thì anh quýnh cho tới chết. Easy game luôn. Bị kẹt hả mấy em, bị kẹt nè. Easy luôn, he, quá mình các bạn ơi. Thông minh quá cũng là một cái tội. Trời, nó đùa vậy bạn ơi. Mình may rồi cũng không biết dùng não, thôi là bị kẹt chỏng rồi. Ồ hiểu rồi bạn ơi, mấy đây chỗ mà nó spawn nó quái vật. Ok, để mình chạy, mình chạy. Ok, để mình chạy. Đây cái gì vậy ta, có cái gương đây nữa nè. Có cái hạt vàng cũng như một cái thuyền à. Phải lấy thuyền làm gì trời. Thuyền làm gì nhỉ, nó không hiểu luôn á. Ok, để mình như đây. Đây rồi, củ này trước các bạn ơi, còn con nó chết. Ok. Tìm đường, phải tìm được cái đường nào để mình tìm được con quả trứng rồng. Quả trứng rồng rừng đây. Đây là cái gì đây, thịt thối rửa nó thôi à. Trời ơi, tìm quả trứng rồng rừng già hơi khó khăn nha. Đây khu này khó là khó chịu á. Quả trứng rồng gió thì tìm dễ nha, rồng rừng già tìm khó à. Ủa cái này nè các bạn ơi. Chết đi. Dungeon gì đâu hả mà quá trời vậy. Được rồi, mình vô mình đập cái này bạn ơi, đập nó. Ok rồi, chết rồi. Ok, con. Ấy em rồng của mình các bạn ơi, rồng mình mình giết rồng mình bạn ơi. Ok đập rồi. Ok con làm đó. Ui ba con luôn, trời má ơi nhiều vậy. Ok, nhiều quá. Quýnh lại. Không chết rồng của mình nó, chết rồng của mình mệt lắm. Ok. Hỏi cho em rồng mấy. Em rồng hồi máu đi em rồng ơi. Rồng hồi máu. Ừ rồng hồi máu rồi. Rồng này cái máu rồi. Ok, ngon. Rồi ok, hy vọng sẽ có quả trứng rừng già ở đây. Quả trứng rồng rừng già có không ta? Hy vọng sẽ có này các bạn ơi. Ráng rồi, hy vọng sẽ có luôn á. Tôi kiếm kim cương này nè các bạn, cũng được luôn. Sao được kiếm mới, đỡ phải làm cái kiếm khác. Hình như này không còn cái gì hay sao á. Không có quả trứng, không có quả trứng kia rồi. Mình nghĩ như vậy các bạn ơi, ở đây không có quả trứng đó. Trời ơi, xui ghê, phải tìm bằng được chứ không tìm được sao sao được. Ok, mình đi tìm tiếp vậy. Mình thấy ở đây có đường lên các bạn ơi. Ở đây có cái đường lên, mình tìm thử xem đường lên như thế nào nha. Đây là đường lên rồi các bạn ơi, mình biết cái đường này, cái đường lên mà. Uống cái này đã. Uống cái này đã. Mà coi tụi mày. Cầm cung bức thù mà nhiều quá vậy. Ui, đây là khu vật các bạn ơi, đây là khu quái vật. Ui, nhiều quá. Cứu em. Rồng gió ơi, rồng mặt ngu ơi. Phun lửa phụ ơi, rồng mặt ngu này, đừng đập cái này các bạn ơi, đừng đập. Ok. Đập cho chắc rồi. Ok được rồi. Mày tụi mày uống nãy giờ, uống nãy giờ mang cầm cung. Cầm cung nè. Ui giời, uống đào quá trời đào luôn á. Và mình nghĩ á, đây chắc là khu. Đúng rồi bạn ơi, đây rồi. Jungle Dragon Activator.
bình bình. Đó, mình đã có được cái cục. Đâu rồi? Đâu rồi? Sao không thấy vậy vậy? Jungle Activator đâu rồi? Đây là Eren Totem. Đây rồi bạn ơi, đây rồi. Jungle Activator. Và thế là chúng ta đã có được cái công cụ kích hoạt để áp được quả trứng của rồng. Ý, trời ơi, đang nói chuyện với fan. Mình đã có được cái công cụ để kích hoạt được quả trứng rồng vườn dài các bạn ơi. Rồi, ok. Về nhà thôi nào, let's go. Ok, bây giờ chúng ta đi về nhà các bạn ơi. Đi về nhà thôi nào. Đây, đây, đi về nhà các bạn ơi. Trời ơi, mình không ngờ hả, là cái chỗ hả, hạ hòn đảo rừng già này á, nó còn khó hơn hòn đảo, cái hòn đảo gì á, hòn đảo rồng gió gấp trăm lần các bạn ơi. Có nghĩa á, là những cái hòn đảo như là hòn đảo lửa nè, rồi hòn đảo hả nước, hòn đảo băng rồi nọ, nó sẽ cực kỳ là khó luôn. Cho nên á, chúng ta thật sự là cẩn thận trước mọi tình huống. Không thôi mình bị chết ngắt liền á các bạn, nghĩ như vậy á. Ok ok, không sao đâu, hôm nay á, mình chỉ có tới 3 em rồng luôn. Rồng đất nè, alo, rồng rừng già nè, rồng gió nè, cũng như á là em rồng mặt ngu thân thuộc chúng ta đang cưỡi bạn ơi. Tại vì cái em rồng rồng gió kia của mình đang quấn giữa chừng cái em bị chết à. Hơi buồn em ạ. Thôi kệ, lỡ rồi thôi. Ê ê ê, lên, ông nội này, ông rồng mặt ngu này điều khiển gì đâu mà buồn cười vậy, đang bay giữa chừng tự nhiên lót xuống đất à. Rồi ok, xuống xe nào. Rồi bây giờ trước tiên á thì mình sẽ đi bán đồ đã các bạn. Mình sẽ đi bán đồ cho cái ông của mà Raiden Merchant á, bán đồ cho ổng đã để mình có thể có đồ. Chứ không thôi không bán thì không có đồ để mình chơi đâu. Ok, vậy để mình bán đã. Đây nè, bán đồ cho Loot Collector nè. Mình sẽ hả bán được rất rất là nhiều Emerald luôn. Ok, 13 viên Emerald. Và mình sẽ được cái gì đây? Mình sẽ được tầm hả 3 viên Emerald để 16 viên Emerald bạn ơi. Mình sẽ có 16 viên Emerald. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra đã. Rồi ok, bây giờ trước tiên mình phải đi mua quả trứng. Quả trứng rồng rồng gió, rồng rừng già là cần tới 25 emerald luôn má ơi. Cần tới 25 viên emerald luôn các bạn. Để coi thử xem công này ổng bán được cái gì không ha. Coi thử các bạn. Hình như là ổng 64 cục này mình sẽ bán được một cục emerald. Chà chà chà, hơi tốn tiền nha, hơi tốn tiền nha. Mình có thể lên đấu trường á để mình có thể dễ dàng mình kích hoạt cái này hơn các bạn. Để mình thử lên đấu trường mình thử cày level đi. Mà trước tiên á thì mình sẽ phải up lại quả trứng của con rồng gió của mình đó các bạn. Đó, sợ quả trứng rồng gió của mình cái đã. Oh, ok, ở đây như thế này, xem sợ Timeter lên. Ok, chứ không thôi là mất con rồng gió của mình mệt lắm. Đó, cho mình cho nó ăn lên cái đã. Con rồng gió của mình, ý, rồng gió này màu khác nè bạn ơi, màu đẹp hơn nè. Ý, màu đẹp hơn các bạn, được nha. Trước tiên để mình cho nó mặc cái giáp ra đã. Rồi, ok. Màu này đẹp hơn màu rồng gió hồi bữa của mình. Để cho em rồng con này mình ăn luôn. Để em yêu mình các bạn, he. Em yêu mình, em sẽ đậu lên trên vai mình các bạn. Rồi ok, bây giờ để mình thử đấu trường. Cái đấu trường này nó sẽ giúp mình có hả, này là castle, này là lâu đài. Cái đấu trường nằm đâu mất tiêu rồi ta. Theo như mình nhớ cái đấu trường nằm gần đây nè. Mà mình muốn mất tiêu cái đấu trường nằm đâu à. Nè, ở ngoài Arena nằm đây nè mấy ơi. Phải lên đây. Mình phải lên đây để mình có thể cày được thêm đồ này nọ đó các bạn. Arena đây nè các bạn. Arena đây nè. Arena nè. Ok. Để mình sẽ bấm cái vật ra. Rồi quýnh nào, lâm hang. Đây chỗ thì mình cày level các bạn ơi, cày level để mình lâm, để mình lấy mấy con rồng. Mình cần tới 25 viên emerald lận. Đó, cho mình cái gì ta, không biết có cho mình đồ ngon hay không nữa, không biết cho mình cái gì luôn á. Thì có đôi khi bắt đầu mình hơi bị cán cán mặt mày kiểu quán này các bạn ơi. Vẫn là 14 viên cương thứ emerald. Trời ơi, thôi kệ đi ha. Và ok, thì mình nghĩ á là mình sẽ tạm thời kết thúc tập này ở đây luôn các bạn ơi, tại vì mình đã thành công trong việc tìm được quả trứng em rồng rừng già rồi. Nhưng mà tại vì mình không chưa đủ emerald á, cho nên là mình sẽ không kích hoạt được em rồng rừng già đó. Cho nên là để sau đi ha, tập sau á mình sẽ kích hoạt em rồng rừng già cũng như là những hoạt hòn đảo khác. Và ok, thì nếu như á các bạn á thấy thích video ngày nay mình á thì mình một like nha các bạn ơi. Bạn chưa kích mình á, ứng lên cái hình mình nè. Hẹn bạn những video sau, và mình là tên là KSD đây. Và ok, hẹn gặp bạn ở những video sau của Minecraft Thế Giới Rồng nha các bạn ơi. Yeah, bye bye bạn nha, goodbye bye. Yeah.